surprise. Ta-da! Hello, motherfucker. Last 6 months, I give you my heart. Mm-hmm. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Tầm nửa tiếng đến một tiếng gì đó. Tại phải nấu cho nên nó hơi lâu chứ không có sẵn. Giỏi vậy tự nấu luôn. Thì nó cũng đơn giản mà. Ví dụ như bây giờ chiên con cá đúng không? Giờ chiên con cá đơn giản là để hướng dẫn cho. Ví dụ như giờ mua con cá về. Con cá ví dụ ăn nè, ăn cá sống tươi xíu cho nó ngon. Cái mua con cá sống về. Cá sống thì chắc nó sẽ mắc hơn cá chết. Chứ mình đổ dầu vô mình chiên. Thì mình chiên mình chở qua mình chở lại mình chở đều đều. Tới chừng nào mà thí dụ mà nó khác á, cái mình đem mình đi đổ cho chó ăn, cái mình order đồ ăn khác mình ăn. Rồi mình khác cả đâu cho chó ăn được đúng không? Khác đi mình dùng thùng rác xong rồi mình order, mình mua mì gói mình ăn. Mì khói thì nó đơn giản hơn, mình nước sôi đó mình đổ vô rồi mình quất. À, khó chịu quá đúng không? Mệt đánh khó chịu quá đúng không? Bách chơi thiệt là kỳ. Thiệt chứ anh mệt là anh quá đáng lắm luôn á. Dễ ăn lắm, dễ ăn cũng ngọ lắm, dễ lắm, nói chung dễ thì cái cha tắp hết rồi đâu tới phiên ông. Biểu diễn liền. Wow. Biểu diễn liền. Biểu diễn liền. Ủa, cái gì vậy, mày là tờ giấy hả? Biểu diễn liền. Biểu diễn liền. Anh ơi, tự nhiên có một tin nhắn là tài khoản của em sẽ bị khóa. Nhắn ở đâu em? Nhắn ở trên Garena cộng không? Em nhắn lại cho cái tin đó đó. Em nhắn lại cho cái tin đó đó. Là tao là em của Trần Văn Cường. Là tập trưởng tập Uchiha. Là tao ạc ạc à, của em sẽ không bị khóa, em yên tâm. At Christmas, I give you my heart. Surprise! Ta-da! Hello, motherfucker. At Christmas, I give you my heart. Mm-hmm.
cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn tất cả anh em.